Sáng ngày 13 tháng 10, ông Lê Văn Thạnh, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có 5 trường học trên địa bàn phải cho hàng ngàn học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ. Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng cho biết, khoảng 40% đường giao thông trên địa bàn đang bị ngập nước ở mức 0,5 đến 0,8 mét, gây chia cắt giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng đã túc trực cắm biển cảnh báo tại những nơi bị ngập nước. Còn tại Thừa Thiên Huế, khu vực hạ lưu sông Ô Lâu thuộc địa bàn huyện Phong Điền còn nhiều nơi bị ngập cục bộ khá sâu, khoảng 0,3 mét. Có 3 thôn nằm ở khu vực gần sông và một số tuyến đường nội thôn ngập từ 0,2 đến 0,4 mét. Các tuyến giao khác cũng bị ngập, nơi ngập sâu nhất lên đến 1,3 mét, đoạn qua cầu Bào Trăng và trước trường tiểu học Phong Chương cơ sở 2. Đặc biệt, đường ven đập Hào bị ngập và sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Phong Hào đã chỉ đạo các lực lượng rào chắn, khơi thông cống thoát nước giảm ngập và triển khai chống sạt lở trước mắt. Tại các xã này, nhiều trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn những ngày qua cũng làm sạt lở đoạn kè sông Bồ, đoạn qua tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, xói lở bờ sông Bồ qua tổ dân phố Lai Thành, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.